mang tiếng ở thủ đô hơn chục năm nay, nhưng rất nhiều thanh niên đang không biết Hà Nội chúng ta có bao nhiêu quận huyện. Thủ đô Hà Nội của chúng ta đang có tới 30 đơn vị hành chính cấp huyện, quận, trong đó cụ thể là 1 thị xã, 17 huyện và 12 quận nội thành. Hoàn Kiếm, thứ 2, Đống Đa, thứ 3, Ba Đình, thứ 4, Tây Hồ, thứ 5, Cầu Giấy, thứ 6, Thanh Xuân, thứ 7, Bắc Từ Liêm, thứ 8, Nam Từ Liêm, thứ 9, Hà Đông, 10, Hai Bà Trưng, 11, Hoàng Mai và 12, Long Biên. Thế anh em có biết trong 12 quận này thì quận nào có diện tích bé nhất không? Đó chính là Hoàn Kiếm, trái tim của thủ đô. Vậy, quận nào có diện tích lớn nhất trong 12 quận này? Anh em comment bên dưới nhé.